mình phải chèo ra ngoài đây thì mới ra được, chứ đường ra thì đã bị bích rồi, phải không? Ủa, cái gì mà lá chất cao như núi luôn vậy? Nước ở đây nó ẩm lắm, nước ở đâu mà nó cứ rỉ xuống hoài à. Kinh dị thiệt. Đây là ở phía đằng sau, ở phía bên trong nhà vệ sinh này. Đâu có gì đâu. Rác lá cây củi khô không? Hết rồi.